Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta lời giải của bài tập số 69 sách giáo khoa trang 30 toán 6 tập 1. Đề bài yêu cầu chúng ta điền đúng hoặc sai vào ô trống. Vậy trước khi làm bài tập này thì các bạn ôn lại cho cô hai quy tắc: nhân hai lũy thừa cùng cơ số và chia hai lũy thừa cùng cơ số. Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ. Còn muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta sẽ giữ nguyên cơ số và trừ hai số mũ, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quay trở lại bài tập này. Với dòng đầu tiên, ở đây là phần bài làm của cô đã trình bày ra vở của mình. Dòng đầu tiên là chúng ta có phép tính 3 mũ 3 nhân 3 mũ 4. Đây là phép nhân hai lũy thừa cùng cơ số. 3 mũ 3 nhân 3 mũ 4. Thì như cô vừa nhắc lại, chúng ta sẽ thực hiện theo quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Chúng ta sẽ giữ nguyên cơ số, cụ thể ở đây là cơ số 3. Rồi chúng ta thực hiện cộng hai số mũ là bằng 3 cộng 4. Và như vậy kết quả của chúng ta sẽ là 3 mũ 7. Bây giờ đối chiếu vào bài toán. Vậy thì ở đây chúng ta có đáp án 3 mũ 7 là đáp án đúng. Và các đáp án còn lại sẽ là đáp án sai, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cô sẽ dùng bút đỏ để điền này. Thứ nhất là ô trống thứ nhất chúng ta điền sai này. Sai. Và ô trống thứ hai, ba chúng ta điền đúng. Ô trống cuối cùng chúng ta điền sai. Dòng thứ hai là 3 mũ 5. À cô xin lỗi, 5 mũ 5 chia 5. 5 mũ 5 chia 5. Đây là chia hai lũy thừa cùng cơ số. 5 thì được quy ước là 5 mũ 1. Vậy thì ở đây 5 mũ 5 chia 5 chính là 5 mũ 5 chia 5 mũ 1, đúng không ạ? Rồi chúng ta thực hiện quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số. Giữ nguyên cơ số này và trừ hai số mũ. Lấy 5 trừ 1 và chúng ta được kết quả là 5 mũ 4. Vậy thì ở đây đáp án nào là đáp án đúng ạ? À, đáp án thứ hai đúng không ạ? Vậy thì các đáp án còn lại sẽ là đáp án sai. Chúng ta điền sai vào ô trống thứ nhất này. Đúng này. Sai và sai, đúng chưa? Ý cuối cùng. 2 mũ 3 nhân 4 mũ 2. Đây là phép nhân nhưng hai lũy thừa này không cùng cơ số. Lũy thừa thứ nhất có cơ số 2, lũy thừa thứ hai có cơ số 4. Vậy thì chúng ta chưa thể áp dụng được quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Muốn thực hiện được phép tính này, các bạn sẽ tính từng thừa số 1, sau đó chúng ta nhân vào với nhau. Cụ thể nhé, 2 mũ 3 nhân 4 mũ 2. Rồi 2 mũ 3, 2 mũ 3 ở đây thì chính là tích của 3 thừa số 2, đúng không ạ? Là 2 nhân 2 nhân 2. Và các bạn được kết quả là bằng 8. 4 mũ 2 thì sẽ bằng là 4 nhân 4 và chúng ta được kết quả là 16. Như vậy tích ở đây chính là bằng 8 nhân 16 và cho chúng ta kết quả là bằng 8 nhân 16 thì sẽ bằng là ở đây vì ở đây đáp án của chúng ta là dạng lũy thừa nên chỗ này cô sẽ biến đổi về dạng lũy thừa để các bạn nhìn dễ hơn nhé. 8 ở đây thì là cô sẽ không tính tường minh như này nữa mà cô sẽ để nguyên. 8 ở đây chính là 2 mũ 3. 16 ở đây, 16 ở đây thì chính là 2 này nhân 2 này nhân 2 nhân 2 và cho chúng ta kết quả là 2 mũ 4, đúng không ạ? Các bạn kiểm tra lại giúp cô nhé. 2 x 2 bằng 4 này, 4 x 2 bằng 8, 8 x 2 bằng 16, đúng không ạ? Vậy thì ở chỗ này số 16 ở đây cô sẽ viết thành là 2 mũ 4. Rồi sau khi chúng ta đưa được về thành tích của hai lũy thừa cùng cơ số rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số là giữ nguyên cơ số này và cộng số mũ, nghĩa là cộng 3 với 4 và chúng ta được kết quả là 2 mũ 7, đúng không ạ? Như vậy đây chính là kết quả của phép tính. Vậy nhìn vào đây, chúng ta có đáp án đúng là đáp án thứ 3, đúng không ạ? Vậy ô thứ nhất chúng ta điền sai, ô thứ hai là sai, ô thứ ba là đúng và ô cuối cùng là sai. Vậy là cô và các bạn đã hoàn thành xong bài tập số 69. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.